Xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về giá heo hơi từng ngày. Dự báo giá heo hơi ngày 22 tháng 6, tại các tỉnh thuộc miền Bắc có biến động ở vài nơi. Trong đó, Hà Nam tiếp tục giảm khoảng 1.000 đồng trên ký, xuống còn 37.000 đồng trên ký, Nam Định cũng giảm về 38.000 đồng trên ký. Chỉ có Yên Bái tăng từ 36.000 đồng trên ký lên 38.000 đồng trên ký. Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Giang giao động từ 37.000 đồng trên ký đến 40.000 đồng trên ký. Giá heo hơi toàn miền đang được thu mua từ 33.000 đồng trên ký đến 41.000 đồng trên ký. Thị trường miền Trung bắt đầu đi xuống. Tại miền Trung, thị trường heo hơi đang có dấu hiệu đi xuống ở nhiều địa phương. Cụ thể, Thanh Hóa giảm còn 38.000 đồng trên ký, Quảng Bình, Quảng Trị cùng giảm 1.000 đồng trên ký, xuống lần lượt 34.000 đồng trên ký và 33.000 đồng trên ký. Tỉnh Bình Thuận cũng ghi nhận giảm khoảng 1.000 đồng trên ký so với hôm qua và đang được thu mua với giá 35.000 đồng trên ký. Như vậy sau một tuần đi ngang về giá bán thì khu vực này đã bắt đầu có chiều hướng giảm giá ở nhiều nơi. Giá heo hơi toàn miền Trung nằm trong khoảng 31.000 đồng trên ký đến 42.000 đồng trên ký. Miền Nam giảm nhẹ trong ngày. Các tỉnh miền Nam tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm giá nhẹ trong những ngày qua. Tại thủ phủ nuôi heo Đồng Nai, giá heo hơi giảm 500 đồng trên ký về mức 36.500 đồng trên ký. Địa phương này giảm liên tục vài ngày trở lại đây, tuy nhiên biên đồ giảm không lớn, chỉ từ 500 đến 1.000 đồng trên ký. Tỉnh Vĩnh Long cũng ghi nhận giảm từ 36.000 đồng trên ký xuống còn 31.000 đồng trên ký, đến 40.000 đồng trên ký. Thành phố Hồ Chí Minh đang tìm giải pháp ổn định, nguồn cung thịt heo sạch bệnh. Theo Nông nghiệp Việt Nam, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cho biết bên cạnh công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Công Thương làm việc với các doanh nghiệp về khả năng cung ứng, dự trữ nguồn thịt heo, đảm bảo cân đối cung cầu thị trường thành phố khi dịch bệnh bùng phát. Nhằm đảm bảo nguồn heo về thành phố Hồ Chí Minh an toàn với dịch bệnh, thành phố đang phối hợp với các tỉnh kiểm soát chặt chẽ nguồn heo, lấy mẫu heo hàng ngày ở các cơ sở giết mổ để xét nghiệm thống nhất những tuyến đường vận chuyển heo với các tỉnh. Để duy trì nguồn cung thịt heo sạch, an toàn, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cũng đã làm việc với Phi Sang, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, lên kế hoạch dự trữ thịt, đảm bảo ổn định nguồn cung.